Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us và IBC TV Official trên YouTube. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Trung Quốc lên án chuyến thăm Đài Loan của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Bắc Hàn kỷ niệm sinh nhật người sáng lập bằng khiêu vũ và bắn pháo bông nhưng không nói rõ về vụ duyệt binh. Thượng Hải biến nhà ở thành cơ sở cách ly Covid gây ra làn sóng phản đối. Người Israel chuẩn bị cho lễ vượt qua khi căng thẳng với người Palestine gia tăng. Các tình nguyện viên phân phát thực phẩm ở thị trấn gần chiến tuyến ở miền đông Ukraine trong tiếng pháo kích. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới phản ứng của Trung Quốc trước chuyến thăm Đài Loan của những nhà lập pháp Hoa Kỳ với phần trình bày sau đây của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Trung Quốc lên án chuyến thăm Đài Loan của các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ chuyến thăm Đài Loan đang diễn ra của 6 nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả hai viện của Quốc hội. Wu Guan, giả phát ngôn viên của Bộ cho biết là chuyến thăm vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định của Hiệp hội Trung Mỹ. Trong một tuyên bố riêng biệt, thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các chuyến thăm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ là cố ý khiêu khích và đã dẫn đến tình trạng leo thang căng thẳng hơn nữa ở eo biển Đài Loan. Trước đó, thì cơ quan đối ngoại Đài Loan xác nhận phái đoàn do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc thuộc Ủy ban Ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đã đến Đài Loan trên một chiếc máy bay quân sự vào hôm thứ Năm, 14 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ là Bob Menendez cũng có mặt trong phái đoàn. Trong cuộc gặp hôm thứ Sáu với bốn lãnh đạo Đài Loan, Thái Anh Văn, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, Bob Menendez cho biết là an ninh của Đài Loan có ý nghĩa đối với thế giới. Quân đội Trung Quốc đã điều tàu khu trục nhỏ, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu đến biển Hoa Đông và khu vực xung quanh của Đài Loan. Bắc Hàn kỷ niệm ngày sinh người sáng lập bằng việc khiêu vũ và bắn pháo bông nhưng không nói về duyệt binh. Bắc Hàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà sáng lập Kim Nhật Thành vào ngày thứ Sáu bằng pháo bông và dạ tiệc tại quảng trường chính của Bình Nhưỡng, với hàng ngàn người trong trang phục truyền thống rực rỡ đang hát hò và nhảy múa. Truyền thông Bắc Hàn cho biết lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành sẽ diễn ra với màn vũ hội thanh niên tại quảng trường tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tiếp theo là một buổi biểu diễn âm nhạc mừng lễ kỷ niệm được gọi là Ngày Mặt Trời. Sau khi kết thúc trình diễn Bắc Hàn bắn pháo bông bên bờ con sông Taedong, tập trung xung quanh tháp chủ thể ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hàng loạt sự kiện nhân kỷ niệm ngày sinh ông Kim Nhật Thành được tổ chức trên khắp đất nước. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un được cho có thể dự sự kiện như một hành động tăng cường tinh thần đoàn kết. Ông cũng từng xuất hiện tại một số cuộc duyệt binh kỷ niệm 100 năm và 105 năm ngày sinh của ông nội năm 2012 và 2017. Truyền thông nhà nước đã phát hình trực tiếp về buổi dạ tiệc tại quảng trường Kim Nhật Thành sau khi mặt trời lặn vào thứ Sáu, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh. Thượng Hải biến nhà ở thành cơ sở cách ly COVID-19 gây ra làn sóng phản đối. Các video của nhân chứng được cho là quay vào hôm thứ Năm cho thấy là người dân Thượng Hải cầu xin cảnh sát trong trang bị bảo hộ cá nhân PPE với một phụ nữ đau khổ trước viễn cảnh có các cơ sở cách ly gần các khu chung cư. Một người phụ nữ không rõ danh tính thì nói trước đám đông cảnh sát: "Bạn đã cấm chúng tôi tụ tập hoặc đi ra bất cứ nơi nào bên ngoài và chúng tôi đã tuân thủ, nhưng bây giờ bạn muốn đặt những bệnh nhân mắc bệnh có tỷ lệ lây truyền cao cách xa khu dân cư dưới 20 mét, bạn muốn chúng tôi những người bình thường phải làm gì?" Các đoạn video cũng cho thấy là những người quỳ gối và nằm trên mặt đất trước mặt cảnh sát với một số người bị mang đi. Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu là số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Thượng Hải, trung tâm dịch bệnh của Trung Quốc, đã giảm nhẹ xuống còn 23.000 ca nhiễm. Người Israel căng thẳng với người Palestine. Căng thẳng dâng cao tại Israel và những vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Hai người Palestine và ba thành viên người Ả Rập thiểu số Israel đã giết chết 14 người Israel
kể từ cuối tháng 3. Quân đội Israel đã tăng cường những cuộc bố ráp ở bờ Tây và ít nhất 25 người Palestine bị giết bởi lực lượng Israel kể từ tháng 1. Thứ Sáu, cảnh sát Israel đã đụng độ với những người Palestine đeo mặt nạ, ném đá gần với ngôi đền Al-Aqsa ở thành Jerusalem khi bạo lực bùng phát bất chấp tình hình căng thẳng. Người dân địa phương và khách du lịch cũng tới các ngôi chợ như là chợ Mahane Yehuda của Jerusalem để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ cuối tuần. Trong một khu dân cư của Jerusalem, người dân xếp hàng dài để mang theo dụng cụ nhà bếp và bát đĩa nhúng vào nước sôi để trở thành những đồ đựng kosher cho kỳ nghỉ, mà theo đó mọi hành vi ăn uống hay sở hữu thực phẩm lên men đều sẽ bị cấm đoán tại đây. Các tình nguyện viên phân phát thực phẩm ở thị trấn gần chiến tuyến ở miền đông Ukraine trong tiếng pháo kích. Hôm thứ Năm, thì các tình nguyện viên Ukraine đã phân phát thực phẩm cho người dân địa phương sống ở Severodonetsk, một thị trấn ở miền đông Ukraine gần với chiến tuyến, khi tiếng pháo kích vẫn được nghe từ xa. Severodonetsk đã bị Nga tấn công kể từ khi Moscow tiến hành cuộc tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Thị trấn nằm ở cực bắc của đường liên lạc dài hàng trăm km của Ukraine và là đường ngừng bắn mà các lực lượng Ukraine đã lập ra chống lại lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbass kể từ năm 2015. Với vào thứ Năm, thì các lực lượng và phương tiện của Ukraine đã được nhìn thấy trên những con đường vắng vẻ của thị trấn cách dãy chiến tuyến khoảng 12 km. Các thi thể được bọc trong chăn và ga trải giường nằm trên sàn nhà xác của bệnh viện địa phương. Người đứng đầu bệnh viện là Roman Vodianik cho biết là họ có đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân, nhưng những người đang trốn trong các hầm trú ẩn và tầng hầm phải đối mặt với tình trạng khan hiếm. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden là Jake Sullivan cho biết là hôm thứ Hai, Nga có thể có kế hoạch điều động hàng chục ngàn binh sĩ đến miền đông của Ukraine khi nước này chuyển trọng tâm sang phía nam và phía đông của đất nước. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đã đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật như cư dân đã dọn đống đổ nát sau trận pháo kích trong đêm tại Kiev như thế nào. Hay chúng ta tới với Hoàng tử Harry và công nữ Meghan tới thăm nữ hoàng Elizabeth ra sao. Ông Kim Jong-un tặng nhà cho phát thanh viên nổi tiếng nhất Bắc Hàn. Và Nga đe dọa đáp trả nếu NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, cũng như nhiều bản tin nổi bật đến từ Việt Nam và tin cộng đồng. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem trên đài IBC. Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sương ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho đài bằng cách vào trang YouTube là IBC TV Official, chỉ cần like và subscribe để đón xem rất nhiều những chương trình nổi bật được cập nhật liên tục. Thưa quý vị, người dân dọn đống đổ nát sau trận pháo kích trong đêm tại vùng Kiev. Khu vực xung quanh Kiev đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ nổ mạnh nhất được thấy từ khi lực lượng Nga rút khỏi khu vực này 2 tuần qua. Nga cho biết họ tấn công nhà máy tại thủ đô Ukraine chuyên sản xuất và sửa chữa hỏa tiễn bao gồm hỏa tiễn chống hạm. Kirill Katansko, 38 tuổi, công nhân tại một cửa hàng sửa xe hơi cho biết, anh nhìn thấy 3 vụ nổ tấn công vào một tòa nhà công nghiệp bên kia đường tại Vyshnir, ngay ngoài ô thủ đô, tạo ra một đám cháy mà sau đó lực lượng cứu hỏa đã dập tắt. Những mảnh kính vỡ từ cửa hàng sửa chữa và những mảnh kim loại bay qua từ tòa nhà đang cháy bên kia đường. Những người dân tại nhiều thành phố lo lắng về nguy cơ chiến sự tăng lên sau khi tàu tuần du Moscow xoáy hạm của hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đã bị cháy và chìm ở ngoài khơi của Ukraine. Hoàng tử Harry và Meghan của Vương quốc Anh đến thăm nữ hoàng Elizabeth. Sau khi tờ The Sun đưa tin về chuyến thăm của Hoàng tử Anh Harry và vợ là Meghan, phát ngôn viên của hoàng tử cho biết là hai vợ chồng đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với nữ hoàng Elizabeth vào hôm thứ Năm. Phát ngôn viên cho biết là cặp đôi đã ghé qua Vương quốc Anh trên đường đến The Hague để tham dự The Invictus Games. Nói thêm rằng nước trước đó thì Harry đã nói rằng ông hy vọng được gặp bà của mình. Tờ Sun cũng đưa tin hoàng tử Harry và vợ đã gặp thái tử Charles trong chuyến thăm đến lâu đài Windsor và được cho là chuyến đi chung đầu tiên của cặp đôi tới Anh kể từ khi họ từ bỏ tước hiệu hoàng gia vào tháng 3 năm 2020. Cung điện Buckingham từ chối bình luận. Hoàng tử Harry chuyển đến Hoa Kỳ cùng vợ sau khi quyết định rời bỏ hoàng gia. Vào tháng 3 thì ông không tham dự lễ tưởng niệm ông nội của mình, xuất phát từ sự bất đồng với chính phủ về vấn đề an ninh.
Trong khi đó, thì nữ hoàng Elizabeth người sẽ bước sang tuổi 96 vào cuối tháng này, trải qua các vấn đề về sức khỏe và không tham dự lễ phục sinh hàng năm tại nhà nguyện St. George, lâu đài Windsor vào hôm thứ Năm 14 tháng 4. Bà cũng sẽ không tham dự buổi lễ phục sinh tại Windsor. Ông Kim Jong-un tặng nhà cho phát thanh viên nổi tiếng nhất của Bắc Hàn. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới ông Kim Jong-un tặng nhà cho bà Ri Chun-hee, một căn nhà tại khu dân cư dành riêng cho những người có công với đất nước Bình Nhưỡng. Căn nhà thể hiện một thành ý rằng đảng lao động của Bắc Hàn sẽ không tiếc những điều gì cho một báu vật quốc gia như bà Ri, người đảm nhận vị trí phát thanh viên cách mạng cho đảng này hơn 50 năm qua. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA đã dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un chia sẻ như vậy. Hình ảnh được công bố cho thấy ông đã dẫn bà Ri tới thăm căn nhà mới tại khu dân cư ven sông mới khánh thành ngày 13 tháng 4 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ông nói hy vọng bà sẽ có sức khỏe tốt tiếp tục đảm nhận tư cách phát ngôn viên của đảng. Bà Ri Chun-hee, 79 tuổi, được mệnh danh là Quý Bà Hồng do bộ trang phục truyền thống bà thường mặc khi lên hình, được coi là phát thanh viên nổi tiếng nhất của Bắc Hàn. KCNA đã nói những ngôi nhà trong khu dân cư này được tặng cho bà Ri và những người có cống hiến đặc biệt cho đất nước. Sự kiện diễn ra khi Bắc Hàn chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Nga dọa đáp trả nếu NATO kết nạp Thụy Điển, Phần Lan. Quan chức Nga cảnh báo nước này sẽ tăng quân ở Sơn Tây, triển khai vũ khí hạt nhân đến vùng Baltic nếu như Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của NATO thì chiều dài biên giới giữa Nga và liên minh quân sự này sẽ tăng hơn 2 lần. Rõ ràng là tuyến biên giới sẽ phải gặp được củng cố. Sau đó thì chúng tôi cần khôi phục thế cân bằng và không thể thảo luận về trạng thái phi hạt nhân ở vùng Baltic. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm nay. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga, khẳng định rằng Moscow chưa áp dụng những biện pháp này, đồng thời kêu gọi các láng giềng phía Bắc suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Nga đến nay chưa triển khai tên lửa và tàu chiến mang đầu đạn hạt nhân đến khu vực Baltic. Việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO sẽ khiến cho Nga có thêm nhiều đối thủ chính thức. Số lượng thành viên trong NATO không quá quan trọng với Moscow. Chúng tôi sẽ phản ứng với cái đầu lạnh và không để cảm xúc lấn át, ông Medvedev nói thêm. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng kháng cáo bản án sơ thẩm. Ông Lê Văn Dũng, hay còn gọi là Lê Dũng Vô Va, đệ đơn kháng cáo sau khi bị tòa tuyên án. Ngày 15 tháng 4, người thân của nhà hoạt động người Hà Nội cho biết ông ta đã đệ đơn kháng cáo bản án do tòa sơ thẩm tuyên ra và đã được tòa cấp cao thụ lý. Trước đó, ngày 23 tháng 3, ông Lê Văn Dũng, nhà báo độc lập nổi tiếng với chương trình phát hình trên mạng xã hội với tên là CSTV, đã bị tòa tuyên án 5 năm tù. Ông này bị cáo buộc với tội danh tuyên truyền chống lại nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Dũng cho biết phía tòa án chưa đưa ra thông báo nào về lịch diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, còn phía luật sư sẽ làm thủ tục nhận bào chữa lại từ đầu, chỉ được vào trại giam thăm ông khi được tòa chấp nhận. Ngoài ra, bà Huệ cũng nói từ khi ông bị bắt thì gia đình chưa được gặp và chưa từng gọi điện thoại về theo quy định. Thậm chí người thân của ông cũng bị ngăn cản không đến được phiên tòa sơ thẩm dù thông báo phiên tòa xét xử công khai. Hiện nay không rõ thông tin chi tiết của đơn kháng cáo do luật sư cho rằng đây là thông tin riêng tư. Những tổ chức nhân quyền quốc tế bao gồm Ủy ban Bảo vệ Ký giả và Theo dõi Nhân quyền đã lên án bản án 5 năm tù mà tòa Hà Nội tuyên đối với nhà báo Lê Văn Dũng này. Công an triệu tập người kêu gọi biểu tình ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương hôm 15 tháng 4 cho báo nhà nước biết rằng đã triệu tập và phạt hành chính một người vì kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng, người vừa bị công an bắt giữ hồi tháng trước với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo như thông tin từ công an, thì người bị mời làm việc là LVP, sinh năm 1990, quê ở Đồng Tháp. Người này đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình có trên TikTok có tên là @phunguniexport để đăng tải video kêu gọi biểu tình ngay trước cổng khu du lịch Đại Nam, nơi bà Hằng là tổng giám đốc. Theo thông tin từ trang Facebook thân chính phủ có tên là Đất Thủ Quê Hương Tôi, video kêu gọi người tham gia biểu tình vào ngày 27 tháng 3 năm 2022 tại khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đăng video thừa nhận với công an là đã đăng video này vào ngày 26 tháng 3 vì mục đích câu view và like, hứa sẽ gỡ bỏ video này và cam kết không tái phạm. Bà Hằng trước khi bị bắt là người thường xuyên thực hiện các livestream chỉ trích nhiều người nổi tiếng bao gồm các nghệ sĩ và nhà báo, cho rằng họ là những người đã ăn chặn tiền từ thiện của người nghèo. Bà Hằng cũng tấn công Tịnh Thất Bồng Lai, một cơ sở tu tại gia ở Long An, chỉ trích cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn là Phan Văn Mãi.
Nhiều chủ doanh nghiệp Santa Ana bất mãn với dự án xe điện. Dự án xây đường ray xe điện tại trung tâm Santa Ana đang làm nhiều chủ doanh nghiệp địa phương bất mãn vì bụi, tiếng ồn và cản trở việc làm ăn. Theo CBS Los Angeles, đường ray xe điện đang được xây trên con đường số 4, con đường có nhiều doanh nghiệp tại trung tâm Santa Ana. Ông Oscar Gonzalez, một chủ doanh nghiệp, cho biết dự án xe điện đã gây ra nhiều trở ngại cho việc làm ăn, làm thu nhập mỗi tháng giảm tới 8.000 Mỹ Kim. Hôm nay họ đóng một con đường, hôm kia lại đóng một con đường khác, và điều đó thật là khó hiểu. Ông cũng như một số doanh nghiệp khác có mặt tại phiên họp của cơ quan giao thông Orange County OCTA trình bày sự bất mãn với dự án xe điện này. Những chủ doanh nghiệp có mặt trước hội đồng quản trị OCTA để đề nghị được hỗ trợ tài chính vì các công trình làm nhiều con đường bị đóng, làm khách hàng mất chỗ đậu xe. Giám sát viên Katrina Foley của Orange County, ủy viên OCTA, cho rằng cơ quan này nên nghiên cứu kỹ lưỡng về ảnh hưởng của dự án xe điện đối với doanh nghiệp địa phương. Dự án xe điện của quận Cam sẽ hoàn thành vào năm 2024 và chạy từ Garden Grove cho đến Santa Ana. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865, và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi còn xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cơ sở kinh doanh thương mại khác đã luôn đồng hành và bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo, và đặc biệt là với những chương trình promotion cuối tuần dành cho quý khách hàng thân thương. Xin quý vị hãy liên lạc ngay tới số điện thoại 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Giữ nguồn viên Trang Lương và Thuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý khán giả và những người thân yêu những ngày cuối tuần thật vô lượng an lạc.